Xin các bạn nha. Thì video mà thứ bảy thì mình đăng, nhưng mà giờ mình sắp tài khoản á, tại vì video chỉ 15 phút mà. Tại sao bữa cái dạng thì đang phải tối đâu, mà là do hồi bây giờ đến sáng sáng chung chung á nha. Thật là mình đang quay buổi chiều. Bây giờ đây là mình đang ghi buổi chiều đúng chứ các bạn. Vậy sáng chung chung mà định là buổi sáng là tối gì đúng không? Ngày buổi tối như thường. Nên không có anh nhận chiếu lại á. Con nhớ đón tiếp nhìn nữa lắm nha, thấy ai á hay là tới nó cò, tới nó cò lưới kỳ cò lưới kỳ tới thì đuôi luôn á. Nói chung là nó rất là mất tiếp nhìn nữa, nhìn những mặt nó đón tiếp như sợ sệt vô, nhưng mà thật ra thì thấy mình đang nằm lăn ra thì mình thấy như... xong các bạn ạ, mình quay lại con nó này dễ thương chưa, tưởng đẻ thêm sao vậy, nó đẻ có bụng đứa mà bùng như là đẹp 6-7 đứa vậy trời. Con nó bự lắm này đúng không các bạn? Chắc chắn rồi, con nó hồi sinh như là bự con rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu kiến con nó, con như một cái tai nó mềm quá. Khóa rửa cái tai lắm. Lo ngắm đi các bạn à. Tuần này chắc mấy ngày mình không ra video luôn á. Tại vì mình, tuần này mình sẽ đi chết người. Chết người. Hay là con nó này mềm. Gỡ ghen cho nó leo lưỡi cho bạn giờ líu quá rồi, đang bú nhưng mà nhân mắt nó dễ thương không nói, chẳng biết con lén lớn lên nó như thế nào nữa chứ nhỏ nên sẽ nhắm tay nó mềm quá à. Nhưng mà móng nó nhọn hoắt à, đâm mà dùng tay các bạn à. Mà con nào cũng như dài hết nha. Đùng vô cái tay cái cục chứ không phải gì đâu mà. Nếu thường á, thường anh gì con nó mà ai gì đâu, nằm xuống đi. Con này chung nên thì có rất là gì, 6 con còn gì gì nữa, muốn chi ra 4 con, 1 con chịu thôi. Không cho đùng đâu. Thiệt ra cái con rổ á, thiệt ra cái con rổ á bạn, nó không phải là hình anh hình nó chết hết đâu, nên là nó không chịu một cái nó đâu. Mà do con này nó chỉ đẻ một con thôi nè. Thì cho các bạn không có giỡn đâu, bây giờ có một con thôi á. Để một con thì thấy rất là hiếm, nhưng mà thật sự là nó khó vậy các bạn. Mới đầu đẻ không biết, nhưng mà đẻ một con là màu gỗ y hệt luôn á. Nhất là chui trong cái bên cái lỗ đó các bạn. Bây giờ không biết từ lâu rồi, nhưng mà đó nó cái lỗ nó đẻ. Nó đẻ xong nhưng mà màu gỗ ở trong đây là toàn gỗ nữa, nhìn nhìn đâu thấy nó đâu. Đâu tê đâu. Đây. Gỗ và nó rất là gỗ cho nên mình đặt tên là gỗ. Gỗ với gỗ nó tiếng là khó lường lắm, nhưng mà thôi mình đọc thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu con nha, đây chính là con kẻ thù của nó. Tại sao các bạn, sao mình nói là con kẻ thù của nó, nhà nó khó ghê, phải kẻ không là đông nữa. Tại vì bữa trước hả, cái con Lily cũng đè giống như con này nè, xong rồi nó rượt cái đành đập đó các bạn. Đúng là chiếc của nó, chiếc của nó có thiệt đó. Bây giờ hồi nhắn đập không, nó mà nhắn đập thì mình đi mừng mông. Con của nó một con thôi cũng quý như là hai cây vàng hai chỉ vàng rồi. Nếu mà nhắm được một con như hai cây vàng hai chỉ vàng của nó thì thôi. Thôi thiệt luôn các bạn ơi. Nó không bao giờ nhắm được con đâu. Nó bắt đí hôm nay là thật kéo xuống rồi. Nhưng mà nó chỉ kéo xuống thôi nha. Chỉ chôm chôm lên cái xuống chứ không bấu nha các bạn. Con nó hiểu ý mình lắm. Đuôi này còn dài luôn. Nếu mà bây giờ mà con đủ vào đây mình sẽ so sánh các bạn thử coi nhá. Nó có khác gì nó không? Nhưng phải lớn được chứ con này nó cái tưng lắm. Chứ bông nó lẽ vòng hai tay bạn nặng lắm, và bây giờ chắc lớn mà phải vòng hai tay á chứ không có một tay đâu. Nó nặng lắm rồi các bạn à, mới đầu ăn thôi cái gì quản hết, khoai lang cũng ăn được các bạn hiểu á. Một khi list sẽ cái gì nhà chỉ có 4-5 con. Hồi đó nhà đông hơn người, nhưng bây giờ thì người đông hơn mèo rồi. Có hai con à, chết mèo bằng người sợ thương, nhưng càng ngày số lượng mèo càng giảm sút các bạn. Mà trước hồi tôi đi mèo đâu hơn người, xong rồi mèo bằng người, xong rồi mèo chạm người. Hôm nay ít da có bà chẹp sợ đâu nó thôi. Giờ xuống xuống gì ta. Kẹp nè. Mình sẽ dám như vậy thôi chứ mình dám. Nó vùng vầy chứ hả? Đây là cái con đen thui nha. Và cái con đen trắng đâu rồi? Cái con này giống y hệt đen thui. Đen trắng đây.
Hôm qua ăn tạm để đi ngủ thôi. Em trắng thì nó là con trắng 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 hơn cái con này. Mà nó có một người thay kỳ quá các bạn. Nó chỉ kỳ cục á. Ông nó đẹp của nó là kìa. À, không phải là một chiếc mũ. Thì thương quá mà. Nó hồi con nó cục kiếm chứ bố. Đi bạn không biết đầu ngày đâu nó đổi thùng ra. Chơi nó không cho đâu nha. Nó làm cái gì thế kia. Nó vùng vẫy mà. Nó vùng vẫy nó đạp nó chạy vua. Chị nó tha con nó qua bên cái thùng kia nhưng mà hình như phải cho nó làm cái thau. Không thôi là cái thùng đó nó thối quá rồi nó hôi như là cái gì rồi nó làm vô hồi con nó bệnh chết. Cho nên phải cho nó làm cái thau sạch hơn. Mà con này bây giờ chăm con kiện nhớ các bạn. Hồi trước cái con Lily á chăm con rồi trời nó ỉa te tua té tua cái thau dơ chết. Con này hồi nó đói ỉa mà mấy ngày nay bọn cái sao? Kiểu như mấy ngày nay cũng không thấy dơ các bạn ạ. Mấy ngày nay không hề thấy dơ luôn á, cũng không thấy một sợi nào mà là dơ luôn. Nó không thấy cái thau này vừa sạch sẽ thương các bạn ạ. Dù hôm mình đã để khoảng 2-3 ngày rồi á. Chứ thì con Lily có để 2-3 ngày thì coi cái thau còn cái thau không. Mình phải chuẩn bị hai cái thau. Thì có khi mà ở đây cái thau mình còn có dọn dẹp. Xong rồi hình cho chuyên cái thau này cái thau kia. Mình đã bú này lên sợ nhất cái thú của chị ta bú nè. Chúng hồi là nó cứ bú ở dưới bú này ngoài mà kìm hoa không có sữa, nó sợ nó ốp tội nghiệp á. Phải thường xuyên nha, chỉ khi nào mình thấy mình mới nhắc thôi. Chứ họ thường xuyên đâu, ai mà rảnh là thường xuyên nhất cái bú này một ngày. Nhiều khi nó bú 20 đơn luôn á. Ai mà rảnh. Rồi chẳng người đẹp vậy không ta. Thôi không có gì đó đâu. Tìm cách khác thôi. Chứ những cái đẻ đẻ như vậy hoài hoặc là mấy nó bú hết nguyên ngày. Rồi ai cho làm việc gì nữa. Nghe làm bú rất là ngoan lành luôn. Mặc dù mình chẳng biết nó có làm bú thiệt hay không này, nhưng mà chắc chắn làm bú rồi. Trong khi ba anh em cũng đã đang ngủ say nhưng chết. Tại vì này là bú rồi mà các bạn thấy không. Này bú rồi mà. Nhưng mà đã quay rồi đấy. Nhìn nó bú ngon lắm. Bên nó phải ngủ thôi. Con này nha, ngủ làm gì ngủ chứ đừng ảnh hưởng em nữa nha. Mà cái con này nó bị gì ra chẳng biết do con nó hay là do nó. Mà nhiên hẳn cứ phải cứ lừa qua cho con nó nằm ở một cái bên như này không à. Một cái một bên không có thau mà. Đâu không có phải chứ không có thau. Nó làm gì đó rồi. Đây mình đè xuống như vậy. Chứ mình nhức nhức khỏi hôm nay. Nhưng mà con này sao kỳ cục như ta. Ai đó con này. Nhìn gì ta. Thôi đóng xuống này đi. Quay video đó bà ngay nó tha con gì chết chứ nữa. Ok, vậy phải đóng này chắc chắn là để hở cái lỗ để cho con nó thở và hở cái lỗ cho nó chui ra chui vô nữa. Chứ mà lần chui ra chui vô mình thấy nó tội nghiệp ghê luôn á. Chui ra chui vô mà nó cứ chui mà nó cứ uốn éo cái người nó dùng quèo rồi nó mới chui vô được. Ôm dễ thương quá, mình giờ đóng cái kính này cho con Lily không thấy vô được. Chứ con Lily thấy vô được nhưng mà được lắm á. Nó nhìn lên cái chỗ này xong rồi nó rượt cái đánh rượt đâm thẻ. Thế là phải đập nó trốn. Rượt đây thì có nhưng mà cái này cũng đại. Rượt đó thôi. Cái tay này mà cái nhỏ cái vui không. Thôi. Vui không. Thôi nghịch rồi mà đánh chết. Ướt nhà. Ướt nhà luôn. Chúng ta phải đó là hoàng thường Lily. Lily ơi Lily à. Mình không dám đè gần đâu mình dám đi. Thôi đè gần nó táp chết. Nó táp cho trước. Ô nó áp kìa. Này dâu ngáp mà sao thấy nó ngáp dữ vậy ta. Hello. Mèo mèo. Này giờ mình lần ăn đó là con này nó hoàn thường đó bạn. Con nào mà để có mà lần ăn phải nhăn nhĩa xuống. Mà này giờ mình nhăn nhĩa mình nhăn niết này gì nó không xuống luôn các bạn. Các bạn thấy rồi thôi, chứ thật ra cái này mình đang lồng tiếng đang ghi âm á nên các bạn nghe thôi. Chứ mình mà không ghi âm để các bạn sẽ nghe nên mình nhăn nhĩa. Và ha, và mẹ mình thì mình nhăn nhĩa như thế nào. Tại vì cái đèn nó dừng á bạn, nó có vẻ đẹp thương.
Trời trời, xuống đi nhưng nị luôn á. Trời ơi, dễ thương kìa. Sao bao nhiêu lần năng nị cuối cùng nó cũng xuống hả bạn à? Như vậy á. Trời. Ra ngoài đi nè, trong sân nguyễn các bạn. Tại vì thấy người quen rồi, không phải là không sợ đâu, cũng sợ sợ nhưng mà tính không biết sợ thôi. Chứ không phải là thấy người thì xa mà nhớ chạy như điên luôn. Nào người ngồi trước mà nó còn nhìn như vậy á. Chứ là bạn thường cũng phải ra nhau vô coi, nó có chạy không? Thường quá à, nhìn nó có khác gì cục bông quá bạn. Mình nhìn nhất chẳng khác gì cục bông luôn á. Mình nói chuyện với chị thôi, bây giờ thôi. Đi thôi nào. Mình đi ra. Máy này cũng rất dùng với các bạn nhưng phải chịu với các bạn. Tại vì mình đâu có tiền mới đâu các bạn. Không có tiền mà mày mới. Đây. Lăng con này. Vút nè. Con này nó chuyện giảm mất chân các bạn. Nhìn mình sợ lắm. Đang vút nó nha các bạn, là phải vút tay hay là vút cái chân này gì đó. Chứ không người mất tiếng mất này mất liền cái tay cái chân chơi á. Chỉ có tâm thèm từ trực tối thôi. Còn con này mình không tin tưởng lắm cho lắm các bạn ạ. Khi nó vui thì nhớ con là nó buồn thì thôi rồi khỏi làm luôn nhá. Nó mèo có xuống ăn không? Cuối cùng còn xuống ăn rồi. Yeah, cuối cùng nó cũng xuống ăn rồi các bạn ạ. Này dành ăn gì đó luôn á. Ok, cho cái ăn nha. Ngon ngon. Ê, không ăn. Đừng ăn. Cá thiêu. Cho cá khác cho đi ăn nha. Ê, đừng ăn. Cá thiêu, trời ơi, cơm thiêu. Mà ăn cái gì không kìa, trời gác nhanh đi. Nó chưa ăn là chết luôn á. Chơi cá thiêu, cơm thiêu mà ăn. Ăn cho hay là buồn cái gì. Không nên ăn đâu nha. Ok, hằng ngày mình không cho nó ăn cá thiêu đâu. Cái này từ bao giờ mình còn không biết nữa chứ đó. Mà tại vì nó phân cho ăn đúng rồi. Đó là từ bao giờ rồi đó. Rồi như vậy nè, cho nó hết cho mình thiêu và xách cái này lên đi. Phải rất nhiều quá lo thôi chứ thật ra là tao có bám gì mà đâu mình phải xách các bạn. Mình chỉ vừa xong rồi cho nó sạch đi thôi. Chứ không có bám nhiều đâu. Nè con này ăn không? Sẽ cho các bạn xem nó lấy cái tài nhợ thế nào. Nhưng mà mình tính cho các bạn xem á. Nhưng mà thôi bạn ơi, mặc cái đăng rất cục vào. Mình làm hồi tí nữa chắc nó đánh mình dữ. Thì không phải nó không đánh mình, nhưng mà nó còn đánh mình. Các bạn, nhưng mà nó không phải là, nhưng mà nó còn nương tay hơn con này đánh mình thử. Thử coi có cách dao không. Con kia nó đánh chỉ hơi đau đau thôi. Chứ không, nó không có bị gì hơn mà. Con này nó cào luôn, nó phải đánh nè, cào cắn luôn á. Con kia nó không có cắn đâu các bạn ạ. Nếu mà nó có cắn thì nó chỉ dường thôi. Thôi mình đi thôi, mẹ mình lo bán hàng rồi. Trời ơi, mình đã bán hàng rồi, bây giờ phải đến nhà làm cái gì, muốn làm cái cuồng gì đây. Em phải đến nhà muốn làm cái quần. Ê, chị mình được cái tên nhé, bé ngắm bòn. Ốc dì dìm dì, ịt xuyên thì có tên rút phương. Đừng thương thường, coi gì mất ngứa quá thôi, chạy ngoài. Đâu, uống nước, chụp ụt ụt ụt. Đúng ngon quá ha. Ok, bây giờ mình cho các bạn xem chế độ siêu rung lắc siêu chóng mặt luôn nha. Trời ơi, mình nhìn chóng mặt luôn rồi mà đang gì ở mình chóng mặt có mắt ốp. Các bạn có muốn gì đâu lần sau không, mình sẽ cho các bạn cảm giác đi sao thôi tin chắc là như thế nào chứ nhìn em chứ đi nha. Thôi các bạn không dám nhìn đâu, mặt ốp quá rồi. Ngồi không cảm thấy mắt ốp quá. Thôi nhau nhìn vậy là mắt ói các bạn ạ. Các bạn thấy không chứ mình thấy rất mặt ói luôn á. Mặt ói quá à. Thôi. Người chịu thất hứa. Mình mới dặn cho mẹ mình một điều. Đó chính là mẹ mình lại thất hứa với nó. Trời ơi. Thất hứa với nó. Siêu thất hứa với nó luôn. Nghĩ sao mà nói xuống cho bà ngoài lộ xuống cho đi phát chocolate ăn mà năn nỉ xong rồi cho tiểu thư xuống là tiểu thư xuống rồi hoàng thường chứ không hoàng thường thì sẽ nhớ cho hoàng thường xuống
Xong rồi thì xuống là nãy giờ đợi khoảng 30 phút để cho có cái ăn. Ồ. Ngọt chưa mà ngọt thôi. Khoảng đá đá. Chơi mình nói mình chén thì đi thì đói ngủ nhà ngay rồi đói rồi, có ngày phải chăm con. Con này nó không được chơi bời nhiều các bạn, nó phải chăm con rồi. Cho nên trước đến giờ nó cần ra ngoài phơi nắng chăm con mà. Mà sáng nay sao mình không thấy nó phơi nắng ta? Hay là do mình đi học mình không thấy gì? Các bạn là mình đi học rồi nhiều rồi, chỉ cần ngày hè mới thấy thôi. Ê, nó có lên đây má, bắn đi xong á. Ngon quá. Chứ mà mình thấy nó ghê quá các bạn. Ok thôi các bạn ạ. Mình sẽ để cho nó ăn một bức nữa rồi mình tắt video nha. Chứ không là chứ mình đợi nó ăn xong thì sao ăn nổi các bạn. Em mày thôi các bạn, các bạn nha. Chứ mình mà đợi nó ăn xong thì chắc mình thấy già luôn, ăn xong mất luôn chứ.